thịt thịt quay cũ đấy, xấu xí không còn ăn được nữa, lấy từ tủ lạnh ra đấy, những thứ để quên mất đây này, mình không ăn được nhưng mà cá chê ăn. Nhà đang có đứt bật bên này, bên này cho mình khuê ra xem, con cầm không cho, cho nó cầm con, nặng lắm cầm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.